358 thiên. Ngày 358. Anh nghe phải nhắc lại cách nói. Ngon đấy, nếu không đợi chút nữa lại quay lại mua. 好吃, 要不等一下再回头买. Hào. Chí. Yào. Bù. Tẩn. Y. Xà. Zài. Huế. Thấu. Mãi. Hào chí. Yào bù tẩn y xà zài huế thấu mãi. Hào chí, yào bù tẩn y xa zài huế thấu mãi. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bỏ thời gian nhìn một cái. Châu khung khai yển. Ngắn một chút càng đẹp hơn. Tói yì đẻ càng hò khẳng. Sẽ có vẻ chân ngắn. Huỳnh xiển thuế toán. Trên mắc viết là bao nhiêu tiền? Biêu chiên sang xỉa đờ sư đu sào chén. Thả lỏng một chút không khí. Chinh sung ý xa chỉ phân. Trời ạ! Thật hay giả vậy? Thiên à, chân là giả đó. Sau này sẽ có dịp. Khổ khủy yếu chi. Bán thế nào? Giờ mất mải. Không sao, không ảnh hưởng gì. Mấy quan gì? Chắc chắn sẽ, khẳng định sẽ. Khẳng định huệ. Hài lòng 100%. Bài phân trư bài tờ mái ý. Tiền lẻ. Lính chiến. 460.000. 46.000. Trước giờ chưa từng ăn qua. Chúng lái mới chứ của. Quay lại mua. Khuấy thấu mãi.